Thì nhớ like cho video này nha. Đó, để các bạn đã đọc cuốn này chưa? Cuốn này tên là Chữ Nhân Núi Lưng Chừng. Mở ra đi. Dạ. Trong nó là có chữ hay có hình không? Dạ không, cuốn này mặc dù không có hình nhưng nó vẫn rất là hay. Mình thì mình thấy hình kiểu nó có bút mát. Đó. Quá trời đẹp. Đẹp quá à. Giống Harry Potter. Ủa, bút mát đâu? Ủa? Không có bút mát. À, đây chính là cái bút mát nha, tím lè, tím liệm luôn. Đẹp quá. Hải thuật. Rồi Khánh Linh sẽ đọc cuốn 3 này ha. Mình sẽ đọc cuốn này trong một tuần nha. Mình rất là thích đọc. Hai. Bây giờ thì mình sẽ đi ba cuốn này lại và mình sẽ đọc nó nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi thay đồ và đi nằm ngủ.
Bye bye các bạn nha. Bye bye. Khi nào mình tập xuống cuốn này thì mình sẽ tập cuốn này nha. Rồi, không bóng không gặp liền. Các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ mở sách nha. Đây, thì mình mua được hai cuốn sách Doanh Nhân Thế Giới đó các bạn. Mình siêu thích đọc chuyện Hu luôn. Đây là ông Leonardo da Vinci thì mình đã quá quen rồi đúng không các bạn? Trời, đây là chuyện màu đó các bạn. 55.000 một cuốn, mình đang bắt đầu sưu tập. Các bạn ơi, đây là ông Louis Pasteur. Đây, mình thấy cái này chắc là hóa học rồi đó các bạn. Mình nghe nói là có đường Pasteur nên là mình quyết định mua cuốn này đó, chứ mình chưa bao giờ biết ông này luôn. Đây, có những cái hóa học nghe rất là hóa đó. Ồ, rất là thú vị luôn các bạn. Đây, mỗi mình đi bạn Thảnh Mo và ở trước cửa thì người ta lì xì cho mình con mèo. Đây, mèo bên đây nữa. Ta-da, bữa giờ các bạn có được lì xì nhiều không nè? Cô dễ thương quá các bạn ơi. Thảnh Linh được lì xì mà không mang vừa. Rồi, đúng rồi. Là mình bạn mùi nha. Đây, tí sủ dần mẹ thì tiện họ mùi. Đó, thì con mùi này thì chỉ còn có một trắng thôi các bạn. Còn một trắng thôi. Đây. Wow. Đó, và đây là cái hướng dẫn, coi cái bao nhiêu bước. Khoảng 17 bước đó các bạn, mấy bước cuối thì nó ít nè. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thôi. Ở bước 1 nào nó cũng nhiều nhất hết trơn các bạn. Thì mình sẽ ráp những cái bước cuối thôi nha. Đóng lại nè các bạn nhé. Trời ơi, rớt rồi, mình ráp lại một cái. Đây, bên này. Đây là bạn mùi nha. Trời ơi, rớt hết hộp luôn rồi. Rồi, cái này gắn ở đây. Đây nữa. Đây, xong rồi, bạn mùi này thì có màu trắng nha các bạn, là con dê. Đây, có cái sườn nữa nè, rất là dễ thương luôn. Các bạn ơi, vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like, share và nhớ đăng ký kênh Bảo Minh Channel nhé. Bye bye.